chào cả nhà. Các bạn thân mến, nồi chiên không dầu đã trở thành sản phẩm nhà bếp quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên thì để lựa chọn một chiếc nồi chiên không dầu tốt thì không phải khách hàng nào cũng có thể làm được. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Thu Hoàng đập hộp và trải nghiệm chiếc nồi chiên không dầu Kalay KL1500, một chiếc nồi chiên không dầu với dung tích cực kỳ lớn, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm tích cực tới từ các bà nội trợ. Hãy cùng theo dõi nhé! Khi mà mở hộp em nồi này thì Hằng cảm thấy thật sự quá ấn tượng luôn, bởi vì em nó được trang bị rất nhiều loại phụ kiện, lên tới 9 loại phụ kiện khác nhau. Mình cũng đã tham khảo rất nhiều loại mẫu nồi chiên không dầu trên thị trường rồi. Thế nhưng mà thực sự khi đến với em nồi chiên không dầu Kalay KL1500 này thì Hằng cảm thấy cực kỳ ưng ý bởi những trang bị kèm theo của nó. Trong bộ sản phẩm đập hộp sẽ bao gồm một nồi chiên không dầu, một tấm chắn dầu, một khay hướng dầu, hai khay chiên chống dính, một giỏ quay, một nhông quay, một xiên quay, một khay sấy và một sách hướng dẫn sử dụng. Chiếc nồi này không chỉ khiến Hằng ấn tượng bởi vì bộ phụ kiện đa dạng thôi đâu, mà Hằng còn cực kỳ tâm đắc bởi vì ở đây chiếc nồi này sở hữu một khoang chiên rộng rãi này với dung tích lên đến 15 lít. Với dung tích này thì Hằng đã thử quay hai con gà cùng một lúc và thật bất ngờ là chiếc nồi có thể xử lý cực kỳ ngon, nướng chín vàng đều mà không hề có tình trạng cháy khét luôn. Các bạn có thấy ấn tượng không? Đa số những dòng nồi chiên không dầu trên thị trường hiện nay đều không có khả năng quay hai con gà cùng một lúc đâu, mà phải là những chiếc lò nướng chuyên dụng có dung tích lớn mới có thể làm được điều này. Thế nhưng mà với chiếc nồi chiên không dầu Kalay KL1500 này thì đây quả là một điều khiến Hằng rất bất ngờ. Quay trở lại với phần thiết kế thì Hằng phải thừa nhận một điều rằng chiếc nồi này có ngoại hình cực kỳ bắt mắt và hiện đại luôn. Vừa vuông vức lại có sự góp mặt của tông màu bạc sang trọng, phù hợp với xu hướng lựa chọn thiết bị cho nhà bếp của nhiều gia đình. Lúc đầu khi mà mua chiếc nồi này thì Hằng cứ băn khoăn, lo lắng rằng là chiếc nồi sẽ khó sử dụng với mẹ của mình và mẹ phải tốn quá nhiều thời gian để làm quen. Thế nhưng mà mình đã nhầm. Với bảng điều khiển cảm ứng kết hợp với chú thích tiếng Việt rõ ràng, khi cùng với đó là minh họa sắc nét ở phía trên của nồi thì rất nhanh, các thành viên trong gia đình Hằng đã có thể thành thạo sử dụng chiếc nồi này mà không cần đến sự hướng dẫn của mình luôn. Bình thường thì Hằng không phải là người hay nấu ăn đâu, hay là giỏi nấu nướng nữa. Thế nhưng mà từ khi sử dụng chiếc nồi này thì mình đã có thể nấu được rất nhiều món ngon cho gia đình, bởi vì em nồi này có sẵn tới 10 chế độ nấu. Tất cả đều có được cài đặt sẵn là chế độ này, thời gian. Thế nên là dù không giỏi nấu ăn, thế nhưng Hằng vẫn có thể tự tin vào bếp. Quá là tiện lợi luôn. Ngoài 10 chế độ nấu ăn được cài đặt sẵn thì Hằng còn cảm thấy rằng em nồi này có một đặc điểm ưu việt ở chỗ, đó là giải nhiệt cực kỳ rộng, từ 40 tới tận 220 độ C cơ. Với giải nhiệt rộng như thế này thì mình có thể làm đa dạng các món hơn, ví dụ như là ủ lên men sữa chua này, bột làm bánh hay là sấy hoa quả cũng đều đỉnh luôn. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngày hôm nay hãy cùng với Hằng làm món tôm nướng sa tế để thử thách khả năng nấu của em nồi chiên không dầu Kalay KL1500 này nha. Tôm sau khi ướp cùng với gia vị thì Hằng sẽ lần lượt xếp lên khay. Hôm nay do nguyên liệu nhiều thế nên là Hằng sẽ cùng lúc nướng hai khay luôn nha. Với món tôm nướng ngày hôm nay thì Hằng sẽ lựa chọn chế độ là chiên nướng hải sản 170 độ trong vòng 10 phút. Cùng chờ xem thành phẩm của chúng ta như thế nào nhé. Trong khoang nồi KL1500 có sẵn đèn, thế nên là rất tiện cho chúng ta quan sát, theo dõi độ chín của đồ ăn trong suốt quá trình nấu. Đây cũng là điểm mà Hằng đặc biệt yêu thích. Wow, các bạn ơi, sau 10 phút thì món tôm của chúng ta đã hoàn thành rồi. Mùi rất là thơm luôn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với Hằng mở chiếc nồi này ra xem thành phẩm nhé. Dù nướng hai khay cùng một lúc thì nhưng mà cả hai khay vẫn chín đều, tôm ngấm gia vị đậm đà và rất thơm ngon. Với những chiếc nồi chiên không dầu trước đây thì việc vệ sinh nồi sau nấu khiến cho Hằng cảm thấy vô cùng đau đầu. Thế nhưng mà từ khi sử dụng chiếc nồi chiên không dầu Kalay KL1500 thì điều đó khác biệt hoàn toàn luôn. Toàn bộ khoang nồi đều được phủ lớp inox 304 mạ bóng, thế nên lau chùi rất dễ dàng. Còn các khay phủ chống dính thì chỉ cần rửa nhẹ nhàng là xong. Từ lúc sử dụng chiếc nồi này thì đúng là việc bếp núc của gia đình Hằng trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Hằng thấy rằng đây đúng là chiếc nồi mà gia đình nào cũng nên sở hữu đó. Để có thể mua hàng nhanh nhất, các bạn hãy liên hệ hotline 1900 1850 hoặc truy cập website kalay.vn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau. Bye bye!